Và đây chính là sản phẩm. Trời má, tôi nói tôi đã quậy đục nước luôn mọi người. Chơi tới bến luôn nha. Nếu mà chịu làm dài ra hơn là nó giống cái đồ của cái bà Lisa nhảy cái bài Money á mọi người. Trời ơi, nhìn hái mọi người ơi. Nó rớt nhiều quá à. Lên nhảy chắc nó rụng rơi giống vậy nè. Trời ơi. Hy sinh cái áo tay dài cắt ra. Lông thì mua nha mọi người. Gắn vô tiền công 30 ngàn hai cái tay. Trời ơi. Rồi ta còn nên ta đổi thêm cái mũ này nữa. Thì cái bài này cái size của nó dị lắm mọi người. Thì quan trọng là có chịu làm hay không thôi. Còn tôi là tôi chơi tới bến chỉ có một lần trong đời thôi mà. Tại sao mình không chơi ha. Hàng gia công tự chế thì chỉ có vậy thôi chứ giờ sao giờ. Thị trường á, găng tay đầy, găng tay len, găng tay lông, kiểu đẹp cái gì cũng có. Không xài là không xài nhé. Phải mua lông gà về gắn vô mới chịu. Cái nếp rất là hư luôn á, thiệt á, rất là báo luôn á. Trời đất mẹ ơi. Trời ơi, sau khi tôi nhảy đây, mọi người ơi, tôi có nên tiếp tục không mọi người? Chiến này cho quậy đục nước. Quậy đục nước.